sự nghiệp rực rỡ của Messi vẫn luôn tồn tại một nghịch lý. Hầu như ở nơi nào coi bóng đá như một thứ tôn giáo thì Messi cũng như một vị chúa trời. Chỉ trừ một nơi thôi, Argentina. Ở đây đã có một vị chúa mang tên Diego Maradona rồi. Suốt cả sự nghiệp, Messi đã chinh phục mọi giới hạn của sự vĩ đại. Chỉ còn một giới hạn cuối cùng mang tên Diego Maradona mà thôi. Nhưng theo lời của chính những người Argentina trước World Cup lần này, thì sau khi vô địch Copa America vào năm ngoái, hình ảnh Messi trong mắt người Argentina đã bắt đầu thay đổi. Đó là khi người ta nhận ra rằng Argentina có thể chiến thắng cùng với Messi giống như đã chiến thắng cùng với Diego Maradona. Và đến World Cup lần này, hình ảnh Messi được đặt ngang hàng với Maradona trên cả những tấm băng rôn hay trên những mặt trống của các cổ động viên. Những hình ảnh vừa rồi cho thấy người Argentina luôn mong muốn Messi trở thành Maradona. Nên thật dễ hiểu khi trong tuần vừa qua, người Argentina cũng tỏ ra thích thú với một khía cạnh hiếm thấy của Messi. Ở đây thì cư dân mạng vẫn hay gọi là tính nóng như kem đây. Bueno, Leo, quedaste un poco